Đấy, loa JBL mã số JRX115 mới tinh. Em sẽ khui hộp nhá. Ê, qua em chưa anh ơi? Anh chưa. Em có mấy con đẩy về, em tí qua em gửi một cục đi cửa ông nhá. Này, khách cũng không qua đấy hả? Cũng không qua, khách đi làm đêm, không nghe máy được. Mẹ nhắn tin đâu mà không thèm trả lời. Khách đi làm về ngủ anh ạ. Hôm nay lại gửi đi nhá. Ok. Rồi. Đấy, thế lại mất thêm tiền cước thôi đúng không ạ? Đấy, xe Quảng Linh được cái anh em rất là dễ chịu. Hôm qua em gửi một con vang PS này này, các bác này. Cho anh trai anh ấy vừa lấy của nhà em cả đẩy đấy ạ. Đấy, nhưng mà hôm qua bác ấy đi làm đêm về nên là bác ấy không nhận được. Thì nhà xe lại chuyển lại cho em. Được cái nhà xe quen thì anh ấy lấy con 50 ngàn thôi. Đấy, còn hôm nay lại gửi đi cho anh em. Thấy hay thế này. Thưa các bác, của anh em kính mến. Em xin được khui hộp một đôi loa JBL có mã số JRX115 mới tinh full shop, giá 14.500.000. Em bao giá tốt nhất cho các bác cùng anh em. Bát 40 cả nhà nhé. JRX115 JRX100. Và sẽ khui hộp quả súp JBL có mã số JRX118 JRX100 bát 50. Đó, giá chỉ có 12.000.000. Em bao giá tốt nhất cho anh em. Bây giờ em sẽ khui hộp các bác nhé. Khui hộp súp trước. Đấy, khui hàng báo giá tới các bác của anh em. Loa JBL JRX118S JRX100. Và em giới thiệu luôn, em có hàng mới tinh full shop đây ạ. Giá là 12.000.000. Và em có hàng bãi các bác nhé. Hàng bãi cho anh em giá 9.000.000. Đấy, hàng mới tinh đây. Ok chưa? Đấy, hàng mới tinh bát 50, giá 12.000.000 anh em mua được súp hơi mỹ xịn các bác, hiếm gặp lắm đó. Mà 9.000.000 các bác mua được quả súp hơi mỹ xịn thì cũng ít gặp lắm các bạn đó. Rồi, ok, rơi giấy rồi đấy, giấy hướng dẫn sử dụng đúng không ạ, và một lá thư của nhà hãng đấy, gửi những lá thư có những lời chúc tốt đẹp tới các bác của anh em đấy ạ. Đấy, súp JBL JRX118S em giới thiệu lại là giá. Ui giời, con này bị mốc rồi. Đấy, bên dưới. Đấy, ok chưa? Xời. Mới tinh. Đấy. Ok chưa? Ui giời, quá đẹp luôn các bạn. Trên cả tuyệt vời. Đấy. Ok chưa? JRX118S JRX100 bát 50 từ 19 coi 8.0. Giá 12.000.000 một quả các bác nhé. 12.000.000. Ok chưa? Không phải suy nghĩ. Đấy. Không phải lo lắng gì cả đúng không ạ? Đấy, không phải lo còn zin hay đẹp bao nhiêu phần trăm, loa mới tinh luôn. Vâng ạ, và tiếp theo em sẽ khui hộp loa JBL JRX115 bát 40 mới tinh. Đấy, và nhân tiện em giới thiệu luôn, em đang có loa JBL mã số JRX112M JRX100 bát 30 tép zin nguyên bản. Đó. Giá 10.500.000, bao giá tốt nhất cho các bác của anh em. Và bên dưới đây là đôi loa JBL có mã số JRX125 2 bát 40 tép kèn. Vâng ạ, loa đẹp. Đấy, nón loa hồng rực. Giá cho anh em là 18.000.000 một đôi. Giá em đang báo tại cửa hàng cả nhà nhé. Đó. Còn đây khui hộp đôi JRX115 bát 40 tép kèn. Giá 14.500.000 tại cửa hàng. Thì kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến, là giá đã bao tốt cho anh em rồi. Nên là xin các bác của anh em vui lòng, xin đừng mặc cả các bác nhé. Đó. Còn ví dụ như đôi loa này đúng không ạ, em bán giá 18.000.000 cơ, thì anh em mặc cả xuống 16, 17 hay là 15 đúng không ạ. Đây em bán có 14.500.000 mới tinh. Giá nó siêu ưu đãi rồi. Xin anh em vui lòng đừng mặc cả. Đó. Xin anh em không mặc cả. Đấy. Súp 118 cũng vậy thôi, mới tinh em bán 12.000.000 bằng anh em bán của súp bãi. Nên xin anh em vui lòng, xin đừng mặc cả. Đấy. Ok chưa? Đấy, lật xuống. Các bác thấy em bán cho anh em với cái giá siêu ưu đãi các bác nhé. Bảo hành cho anh em là hàng xịn. Đó các bác nhé. Mới xịn zin. Đó. Không bảo hành cháy các bác nhá. Các bác về mà đánh cháy là các bác phải chịu nhá. Đó. Anh em mua về đánh cháy tép. Đấy, hoặc là zip mic cháy tép là anh em phải chịu. Chứ em không bảo hành cháy tép đâu các bác nhá. Không bảo hành cháy tép cháy bát. Em chỉ bảo hành hàng xịn thôi. Đấy. Kỳ. Đấy chưa? Các bác thấy không? Một chiếc nhá. Đấy, JRX115 JRX100. Đấy, đôi loa này 14.500.000 mới tinh. Để cho các bác của anh em giá siêu hợp ví
Đó. Ok chưa? Và hiện tại em vẫn có đôi loa này hàng bãi. Anh em thích hàng bãi cho giá nó hợp lý hơn thì các bác của anh em có thể mua với giá em đang bán là 12 triệu đồng đôi bãi các bác nhá. 14 triệu 500 đôi mới tinh. Đấy. Để em giới thiệu cụ thể một lần nữa này. GX112M em chỉ có hàng bãi bát 30, bãi đẹp xuất sắc, zin nguyên bản từ trong ra ngoài. Zin tép, bao anh em test check hàng giá 10 triệu 500. Bát 40 của GX nó là mã 115, em có cả hàng bãi, cả hàng mới. Hàng mới giá 14 triệu 500 một đôi tại cửa hàng. Hàng bãi giá 12 triệu một đôi tại cửa hàng. Đấy. Súp JBL mã số 118 em có cả hàng bãi, cả hàng mới. Hàng bãi giá 9 triệu đồng một quả tại cửa hàng, hàng mới giá 12 triệu đồng một quả tại cửa hàng. Đấy. Khui hộp test cho anh em đấy ạ. Khui hộp test đi cho anh em. Trên cả tuyệt vời luôn ạ. Còn đôi loa JBL GX125 2 bát 40 em chỉ có hàng bãi. Đấy. Lón loa đỏ rực giá 18 triệu đồng một đôi tại cửa hàng. Đó. Ok chưa? Anh em có nhu cầu mua sắm liên hệ sớm cho em hoặc có nhu cầu tư vấn ghép bộ alo trực tiếp cho em. Hai số máy của em đó là 0365 888 988 036 889 1555. 14 triệu 500 đôi loa này. Anh em khỏi phải nghĩ ngợi. Ủa thơm phức luôn các bạn. Mở ra thơm phức. Ok chưa? Tem mới tinh, tem nhôm các bạn nhá. Đó, ok chưa? Tem xịn. Rồi, em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em xin được gửi lời chào. Hẹn gặp lại các bác cũng như anh em ở một clip tiếp theo. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Lương, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc và rất vui được giao lưu các bác của anh em tại cửa hàng và em có bán cả trà góp ạ. Cảm ơn cả nhà.